Mến chào các bạn, hiện tại mình đang đứng trên đường Nguyễn Trung Trực của thành phố Gạch Giá Kiên Giang. Hôm nay là ngày 27, là ngày rước sắc thần nha các bạn. Giờ Trung sẽ quay lại toàn cảnh rước sắc thần cho các bạn xem nhé. Tới rồi các bạn ơi. Giờ thì đoàn đi rước sắc thần về nha các bạn. Thank you.
Thank you.